Chào các bạn nha. Và ngày hôm nay là một ngày khá là đẹp luôn các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, trời thì trong xanh, mây thì trong lành. Không có mây các bạn. Chán thật sự luôn á. Cho nên là mình sẽ quyết định rủ người bạn thân của mình đi tắm biển nha. À các bạn ơi, mình thấy hình như là phía trước mặt mình có một chiếc siêu xe các bạn. Wow, màu xanh bơ với vành là màu hồng nha các bạn. Cũng đẹp đó, cũng đẹp đó. Nhưng mà làm sao đẹp bằng con siêu xe của mình được. Đây các bạn nhìn nè, con siêu xe của mình có hai ống xả, phải nói cực kỳ ngầu lòi luôn các bạn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho đối thủ phải hết khói nha các bạn. Các bạn biết sao không? Bởi vì ống xả bự này các bạn, khói ra quá chừng luôn, chạy trước mặt tan hết các bạn ơi. Chứ không phải là siêu xe của mình chạy nhanh nha. Ống xả của mình ra khói khá là nhiều luôn các bạn. Chán thật sự luôn á. Mà các bạn nhìn nè, nó vừa to mà vừa tròn nữa ha, trông khá là giống với lại động cơ của máy bay phản lực luôn các bạn. Hello, sao anh trai? Rồi các bạn ơi, mọi người có ai muốn đua xe với mình không? Con siêu xe này tăng tốc là hơi bị dữ đó các bạn. Đây các bạn nhìn nè, hơi bị khủng đó các bạn ơi. Rồi mọi người, chúng mình xin được cho mọi người. Ui, wow. Ây da, ây da, ây da. Cái chỗ đó lách hơi bị ghê đó các bạn. Rồi luôn, rồi luôn. Hư bóng đèn rồi, để mình fix lại xe cho các bạn. Nhìn con siêu xe của mình trông khá là giống với lại là con Mazda Furay các bạn ơi. Furay là cái tên nghe khá là ngầu luôn các bạn. Đây chính là phiên bản hàng red 1 của Mazda Furay nha. Cái bóng đèn các bạn nhìn nè, đó full led luôn các bạn, trông khá là đẹp ha. Còn đây chính là cúp nhận thứ nhất này các bạn ơi. Nội thất trông xịn sò thật sự luôn á. Wow. À các bạn, đến nhà người bạn của mình rồi. Ui. Công nhận chạy siêu xe góc nhìn thứ nhất khó quan sát thật sự luôn các bạn ơi. Tầm nhìn của mình á bị hạn chế quá chừng luôn. Rồi, à các bạn ơi, người bạn của mình mở cửa cho mình rồi kìa. Rồi rồi rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình đón bạn của mình đi chơi nha. Rồi, hello. Để mình gọi điện cho Michael nha các bạn. Đâu rồi ta? Số điện thoại của Michael. Ơ các bạn ơi, hình như là mình chưa có số Michael thì phải. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ đi vào nhà để mà bấm chuông nha các bạn. Hello, Michael ơi, có nhà không Michael? Rồi luôn các bạn ơi. À, vào nhà luôn các bạn. Chán như vậy. Michael đâu. Chán ghê luôn các bạn ơi. Hình như là Michael ở phía sau vườn thì phải. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây để mình tìm Michael nha. Hello, xin chào ông bạn Michael nha. Ngày hôm nay trời khá là đẹp luôn ông bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nha ông bạn Michael. Ổn đó các bạn, công nhận Michael mặc đồ đẹp ghê luôn á. Mình chạy xe vậy sao mình giống mình là người lái thuê xe quá các bạn. Michael mặc đồ đúng đẹp luôn ha. Wow, mở cửa kiểu cánh én các bạn ơi, khá là ngầu lòi luôn á. Rồi rồi rồi, đi xuống biển tắm biển thôi các bạn, lui xe ra. Wow, khá là đỉnh đó các bạn ơi. Con xe này mình thấy nó cũng giống giống với lại là con xe của Batman đó các bạn. Khá là ngầu lòi luôn ha, đẹp thật sự luôn các bạn ơi. Tăng tốc cũng ổn rồi nè. Wow, ui từ 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 cứ từ từ nha các bạn. Rồi bây giờ đến đoạn này mình sẽ tự tăng tốc hết ga cho các bạn xem thử nha. Mau mọi người né sang bên mọi người ơi, chúng mình xin đường nha mọi người. Đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga. Wow. Chạy sao đụng hư hết mấy cái biển báo luôn các bạn. Chào mọi người nha, chào mọi người nha. Khá lộn đó các bạn ơi. Ui. Sorry mọi người. Các bạn nhìn ở phía sau á thì khá là đẹp ha. Còn bây giờ các bạn nhìn là phần đầu nè, mình đụng hứa luôn các bạn. Chán thật sự luôn á. Rồi fit lên lại khá lộn luôn các bạn ơi. Ok Michael, chuẩn bị đi nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống biển để tắm biển nha. Các bạn ơi, hình như là ở phía khu vực bãi biển có mưa thì phải. Các bạn nhìn nè, bây giờ trời u ám ghê luôn á. Cái tiếng gì vậy Michael ơi? Michael bị viêm họng hả? Mình mới nghe cái tiếng khạc khạc các bạn ơi. Hình như là Michael bị bệnh thì phải. Chán thật sự luôn á. Đây là các bạn, rõ ràng hồi nãy mình chạy ra ngoài đây thì trời khá đẹp luôn các bạn ơi. Nhưng mà không biết làm sao giờ trời khá là âm u luôn á. Michael này chán ghê luôn á. Chứ mình phải mua thuốc cho Michael uống thôi các bạn ơi. Michael bị viêm họng rồi. Sao khu vực này lạ dữ vậy ta? Nào Michael đừng có khạc nữa mà. Chán thật sự luôn các bạn ơi, chán thật sự luôn á. Bà chị này bị cái gì đây? Hello bà chị. Bà chị có chuyện gì vậy? Ui các bạn ơi, không bỏ nữa các bạn. Bà chị đó hình như bị biến thành zombie thì phải.
Vậy mà mình tưởng là Michael bị bệnh. Michael bị viêm họng chứ không ngờ là bà chị đó biến thành zombie nha các bạn. Để mình xuống đây mình thêm thử đã. Wow, phía sau lưng mình cũng có một con zombie nữa các bạn ơi. Zombie, zombie, zombie nè. Ui, zombie nè. Ghê quá các bạn ơi. Để mình thử mình dùng súng nhắm để mình xem thử nha. Đây các bạn, bà chị này bị biến thành zombie rồi các bạn ơi. Nguy hiểm quá ơi. Thêm một con zombie nữa các bạn. Nào 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 nào, từ 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 từ. Ơ cái gì vậy? Ông bạn Michael của mình. Không ổn rồi các bạn ơi. Michael chỉ mới như vậy thôi đã bị biến thành zombie rồi các bạn. Ok ok, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Michael ơi, Michael có sao không? Mọi người bị biến thành zombie hết rồi các bạn ơi. Thôi 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 thôi, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Nào mấy con zombie, né sang bên đi, né sang bên đi. Mình tưởng đâu ngày hôm nay là một ngày đẹp chứ không ngờ ngày hôm nay trở thành một ngày ám ảnh thực sự nha các bạn. Ám ảnh kinh hoàng luôn á, bởi vì zombie xuất hiện trong thành phố khá là nhiều luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy vũ khí ra để mình tiêu diệt zombie nha các bạn. Ơ, hình như con zombie kia vừa cắn cánh tay kia thì phải các bạn ơi. Mình mê đậu súng á, mình chỉ mới liếc sang em nhìn thấy các bạn ơi, chứ mình quan sát không rõ. Này nhá, zombie nhá. Khẩu súng này hình như là mình chưa đổi đạn biến các bạn ơi. Rồi, zombie nè. Zombie nè. Zombie nè, zombie nè, zombie nè. Hả? Tại sao mình lại cầm khẩu AR-15 ta? Khẩu này đam yếu lắm các bạn ơi. Mình sẽ lấy ra khẩu súng khác nha. AR-15 đam yếu lắm các bạn. Đây đây đây, khẩu súng này đam mới cao này các bạn ơi. Rồi, gắn nằm cho nó giảm thanh, có grip, có luôn đường pin luôn. Ui, cái tiếng zombie ở đâu mà nó cứ khạc khạc hoài vậy ta? Nghe khó chịu ghê luôn các bạn ơi. Này thì zombie nè. Khẩu súng này. À các bạn ơi, hiện tại bây giờ hình như trời sáng các bạn, cho nên là mình đổ súng không được ha. Mình đổ cái đèn pin không được các bạn ơi. Trời tối thì mình sẽ bật được đèn pin nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh cho trời tối luôn. Hả, cái gì vậy? Cúp điện hay sao đó các bạn ơi, tối thui à. Trời này mới giống ngày tận thế nè các bạn. Nhưng mà vẫn còn một số người chưa bị biến thành zombie nha. Rồi, đổ súng, đổ súng, đổ súng. Hồi nãy mình đổ nhanh quá các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để mình đổ lại cho nó nha. Mình sẽ đổ cho nó cái size các bạn. Cái size như vậy nè. Nhắm nó sẽ dễ nhắm hơn nha. Rồi, mình sẽ chỉnh lại cho thời tiết là Etasini. Đó các bạn ơi, như vậy nè. Wow. Anh trai này cũng bị biến thành zombie rồi các bạn ơi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ báo cho cảnh sát đến đây để giúp đỡ mình nha các bạn. Xe của mình hiện tại bây giờ bị hư rồi các bạn ơi. Mình chạy không được nữa. Đâu rồi, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Hello, xin chào mấy đứa cảnh sát nha. Nào, nào, nào. Bắt máy giúp em đi, bắt máy giúp em đi. Nào, 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 bắt máy, bắt máy, bắt máy, bắt máy. Cảnh sát. Rồi, 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 chạy, 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 chạy. Chạy, 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 chạy các bạn ơi. Zombie nó khẹt về nhiều quá, mình không biết mình nói chuyện các bạn nghe rõ hay là không nữa. Này thì zombie này, này thì zombie nè. Ok, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây các bạn. Mình sẽ quay trở về nhà của mình. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Nào nào, lên xe thôi anh bạn đồng nghiệp. Bây giờ mình sẽ đi giải cứu mọi người nha các bạn. Mình nghe nói là ở khu vực bãi biển xuất hiện zombie ha. Ui. xin lỗi bà chị nha. Chiếc xe này lạ quá các bạn ơi. Mình chạy không có quen. Mà công nhận nó rất ghê luôn. Từ từ. Đây các bạn, xe cảnh sát cũng biết bà rồ lắm nha. Khá là ngầu luôn các bạn. Chỉ có hai cánh cửa thôi à. Rồi vậy sao đưa phạm nhân đi về đồn cảnh sát được ta? Chán thật sự luôn các bạn ơi. Cái này kiểu như là mình chỉ để dành, mình đi tuần tra thôi ha. Chứ mình bắt mọi người không được đâu các bạn. Xe này chỉ có ai nhất hai chỗ ngồi thôi à. Mà công nhận nó chạy riết ghê luôn. Rồi bật cờ hú lên. Mọi người ơi, mọi người cho mình xin đường nha mọi người. Tăng tốc lên thôi các bạn ơi. Wow, tốc độ của nó chạy cũng khá lõm đó các bạn. Ui, được thực sự luôn, được thực sự luôn. Rồi rồi rồi, mình đã nhận được địa điểm rồi các bạn ơi. Đó chính là ngay chỗ khu trung tâm vui chơi ha. Tàu lượn siêu tốc với lại là cái đu quay khổng lồ đó các bạn. Không biết là mấy thanh niên kia còn gửi vị trí cho mình hay không nữa. Các bạn ơi, mấy thanh niên kia tắt GPS rồi. Vậy thì làm sao mình biết mình tìm được đây? Chán thật sự luôn á. Không có GPS thì mình tìm khó lắm các bạn.
Sao ở khu vực này vắng tanh vậy? Các bạn nhìn nè, không có một bóng người luôn. Chỗ này có anh trai cung cấp là quá kỳ lạ này các bạn. Hello hello, xin chào anh trai nha anh trai ơi. Anh trai đi về nhà đi anh trai đi về nhà đi. Chỗ này xuất hiện zombie rồi. Các bạn ơi, mình thấy là các bạn một con zombie kìa. Này nha, zombie nè. Lấy barret bắn luôn các bạn ơi. Này thì zombie nè. Ơi các bạn, mình có được cái GPS rồi các bạn ơi. Khá là gần chỗ mình luôn. Wow, ăn 2-3 viên đạn rồi các bạn mà vẫn không sao. Zombie nè, đừng có nói là ngồi dậy nữa nha. Hả? Mấy con zombie này thành tinh rồi các bạn ơi. Cơ thể của nó ghê như vậy. Ăn mấy phát đạn luôn các bạn mà vẫn không sao kìa. Nào, đừng có nói là ngồi dậy, đi đứng bình thường được đó nha. Các bạn, mình đã tìm được đó thành công rồi. Ok, mình đã tìm thấy được những vị trí rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi giải cứu mọi người nha. Ôi cái gì vậy? Một con zombie. Nó đang la làng các bạn ơi. Zombie nè. Thêm một con nữa các bạn. Ôi cái gì vậy? Zombie gì mà đông dữ vậy ta? Được rồi các bạn ơi. Nào anh đồng nghiệp, lên xe thôi. Khu vực bãi biển bây giờ nguy hiểm quá các bạn ơi. Ở đây có một người. Có phải zombie hay là không vậy? Rồi luôn các bạn ơi, zombie rồi. Này thì zombie nè. Đụng zombie luôn các bạn ơi. Rồi. Mình đã có được cái GPS rồi các bạn ơi. Hiện tại bây giờ thì mạng mẻo khá là yếu luôn ha. Nó cứ chút xíu là nó bị mắc GPS các bạn. Bị mắc GPS thì mình tìm kiếm mọi người khó lắm. Đây rồi. Hello, xin chào mọi người nha. Mình sẽ giải cứu mọi người nha các bạn. Đây các bạn, 1, 2, 3, 4, 5 anh trai đang đi tắm biển. Rồi mấy anh trai ơi, em đây. Từ từ anh trai, đứng yên lại đó đi anh trai ơi, đứng yên lại đó anh trai. Mọi người chạy nhanh như vậy. Wow, mấy anh trai này có vũ khí các bạn ơi. Được đó mấy anh trai. Một anh trai, mình đã giải cứu thành công nha các bạn. Ở phía trên đây có thêm mấy anh trai nè. Rồi mọi người ơi, mọi người cứ bình tĩnh. Được 2 người các bạn ơi. Anh trai nữa, được 3 người luôn. Hồi nãy mình thấy có thêm 2 anh trai nữa các bạn ơi. Mà mấy ảnh chạy nó mất tiêu rồi. Chạy bạ là cái chuẩn bị zombie cắn đó nha anh trai. Rồi luôn. Em đã nói rồi mà. Không ổn rồi các bạn ơi. Đâu nữa vậy. Mình vừa nghe tiếng một con zombie la các bạn ơi. Zombie nè. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Khu vực bãi biển bây giờ nguy hiểm thật sự luôn các bạn ơi. Zombie xuất hiện khắp nơi nha. Lại thêm một con zombie nữa. Nào. Một con zombie nữa. Không ổn rồi các bạn ơi. Mình bắn toàn hộp không à. Rồi, con zombie này nữa nè. Hình như có một anh trai. Không phải các bạn ơi. Anh trai này hồi nãy nè, mình kêu đứng yên đi theo mình đi không chịu, tự dưng chạy bỏ mình. Rồi bây giờ bị biến thành zombie luôn rồi. Ok mọi người ơi. Mình quên các bạn, làm sao bây giờ mọi người lên xe được với mình đây? Chiếc xe này mình chỉ được duy nhất 2 người thôi à. Mấy anh trai nhường chỗ cho đồng nghiệp của em đi. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi giải cứu mọi người nữa ha. Rồi, mấy anh trai cả đi. Một chút nữa em sẽ gửi đội chi viện đến đây để đón mấy anh trai. Mình cần phải đi giải cứu thêm một nhóm khác nữa nha các bạn. Cái nhóm nó cũng khá là gần ấy luôn. Mấy anh trai đó thì mình đã giải cứu thành công rồi các bạn ơi. Mình đã gửi cái GPS cho những cái đồng đội của mình rồi. Một chút nữa sẽ có một nhóm chi viện đến đây để giải cứu mấy anh trai đó ha. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục đi giải cứu những người khác nữa nha. Zombie quá chừng zombie luôn các bạn ơi. Ở đây, khu vực này có vẻ an toàn rồi các bạn. Lại thêm một con zombie nữa. Đụng như zombie té luôn. Lại thêm 2 con zombie nè. Ui. Chạy đụng zombie sao lưỡi vào gốc cây luôn các bạn. Chỗ này. Các bạn ơi, mình thấy có một người đang đứng nè, có phải zombie không? Không phải các bạn ơi, anh trai này không phải zombie. Rồi anh trai ơi, đi về nhà đi anh trai. Nhắn e để nói chuyện với ảnh hả? Rồi. Anh trai đi về nhà đi. Đúng rồi. Chạy đi anh trai ơi. Mình bắn chỉ thiên rồi các bạn, mình kêu mọi người về nhà mà mọi người không chịu nghe. Anh trai đó hả? Còn vô bàn ngồi chơi được đó chứ. Chán thực sự luôn các bạn ơi. Mình đã kêu về nhà đi mà không chịu nghe theo lời của mình đâu. Mà mấy con zombie ở đây á, nó khá là thông minh cho các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Mình sẽ cho tụi nó đứng gần lại mình. Rồi sau đó mình sẽ ném bom khói nha. Tụi nó mà thấy bom khói cái tụi nó né sang bên các bạn. Kiểu như là tụi nó biết cái đó là chất độc á. Cho nên là tụi nó né sang bên nha.
Đây đây đây, bây giờ tạm thời thì mình sẽ đứng ở đây đi. Rồi, chuẩn bị bơm khói này các bạn. Mấy con zombie này nó khôn lắm các bạn ơi, nó không có ngáo đâu. Đây các bạn nhìn nè, chỗ này có hai con zombie ha. Bây giờ mình sẽ ném bơm khói nha. Tụi nó mà thấy bơm khói cái tụi nó né sang bên liền à. Đây các bạn, ném bơm khói nè. Ném bơm khói nè, ném bơm khói nè, ném bơm khói nè. Từ từ thôi anh ta đồng nghiệp ơi, từ từ thôi. Rồi luôn các bạn ơi. Anh bạn đồng nghiệp của mình bắn mấy con zombie rồi, chán ghê luôn á anh trai ơi là anh trai. Đó các bạn ơi, khói không kìa. Nào zombie, né sang bên đi cho các bạn xem với. Con zombie nó dặn nó bỏ rồi các bạn ơi, buồn thực sự luôn á. Đây 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 đây, ở đây có thêm hai con zombie nè. Này thì zombie nè. Ơi anh trai đồng nghiệp, anh đã đồng nghiệp, giúp em với, giúp em với, giúp em với. Rồi còn đâu nữa không, rồi còn đâu nữa không, rồi còn đâu nữa không. Zombie nè. Ơ không ổn nữa các bạn ơi. Hiện tại bây giờ thì mình khá là đói với lại khát luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ đi tìm thức ăn và đồ uống nha. Ở trong đây. À không phải các bạn, cái chỗ này bán nước giải khát rồi. Hình như là mình vào đây mình mua không được thì phải. Để mình xem thử đã. Rồi luôn các bạn ơi, không được các bạn. Chỗ này nó chỉ bán nước giải khát thôi à, chứ nó không bán đồ ăn nha. Zombie nè, gặp đội cảnh sát khu vực là tới công chuyện luôn. Zombie nè. Rồi, anh bạn đồng nghiệp, lên xe với mình nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đồ ăn và thức uống nha các bạn. Wow, đến chỗ này thì mưa khá to luôn các bạn ơi, sấm chớp quá chừng luôn kìa. Thời tiết xấu ghê luôn á. Đây rồi các bạn ơi, một cái tiệm tạp hóa nha. Đi vào đây mua đồ thôi. Nào, anh đã đồng nghiệp, nhớ bám sát theo em đó nha. Chỗ này nguy hiểm lắm các bạn. Rồi, mình đã có được thức ăn rồi. À các bạn ơi, có mì gà với lại cá ngừ luôn kìa, mì hải sản nữa ha. Zombie ở đâu vậy? Cứ từ từ thôi nha anh bạn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lấy thêm mấy cái bánh nữa nha các bạn. Rồi, có cả nước ngọt nữa. Rồi, lấy luôn. Lấy thêm nước ngọt nữa. Anh bạn đồng nghiệp né sang bên đi. Đừng cứ đứng gần mình quá là mình lấy không được nha các bạn. Rồi, tiếp theo sẽ là nước. Ổn lắm các bạn ơi, lấy thêm nước nữa. Rồi, ở phía bên đây. Mình lấy đủ hết rồi các bạn, khá là ổn luôn. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Đâu rồi, zombie đâu? Zombie nè. À các bạn, chỗ này có mấy trạm xăng nè, bây giờ mình sẽ bắn nha. Đó, nổ luôn cái trạm xăng các bạn ơi. Bắn thêm trạm xăng nữa nè. Bắn thêm trạm xăng nữa nè. Ơ các bạn, mình quên chứ. Mình sẽ dụ zombie lại gần đây nha. Nhưng mà con zombie này chạy nhanh quá các bạn ơi. Nào 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 zombie. Đứng ở đây đi zombie ơi. Ui nguy hiểm quá các bạn ơi, nguy hiểm quá. Bắn 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 bắn. Bắn vào làm xăng. Ôi các bạn ơi, nó khôn quá các bạn. Nó né sang bên kìa. Zombie gì mà khôn như vậy. Rồi, bắn vào trạm xăng nè. Đó các bạn, nổ trúng zombie luôn nha. Ơi, từ từ. Anh bạn đồng nghiệp của mình. Ui các bạn ơi, mình bị cắn rồi. Đau 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 quá đau quá đau quá. À các bạn, mấy anh trai này tóc biến à, đúng nhanh luôn các bạn ơi. Ui nó cắn mình hơi bị đau các bạn. Ơ cái này là lửa trại mà, mình đâu có cần đâu. Hiện tại bây giờ thì mình không cần lửa trại nha các bạn. Rồi, nước sạch nè, đồ ăn. Ok, ăn đồ ăn vào luôn. Không biết là mình có cái banh đét hay là không nữa. Cái túi cứu thương các bạn ơi. Dòng này nè các bạn. Rồi, không có túi cứu thương rồi. Con zombie nó cắn mình khá là đau nha các bạn. Nào anh bạn đồng nghiệp, lên xe thôi anh bạn đồng nghiệp ơi. Nguy hiểm quá các bạn. Đâu rồi, anh bạn đồng nghiệp của mình. Đúng rồi, lên xe thôi bạn đồng nghiệp. Bây giờ mình sẽ quay trở về cái trụ sở cảnh sát của mình để mình mới có nhiệm vụ với các bạn. Và mình sẽ kêu đội trợ giúp đến đây để giúp đỡ mình ha. Chứ hiện tại bây giờ zombie nhiều quá các bạn ơi. Không ổn rồi. Còn mấy anh trai này nữa, đứng đây chơi đi mấy anh trai ơi. Rồi, anh trai này mình sẽ để cho anh nhảy múa nha các bạn. Nào, múa đi anh trai. Chờ đợi chi viện đến. Thêm anh trai nữa, mặt ngầu với bạn anh trai. Vui vẻ lên anh trai ơi, vui vẻ lên. Đó, cho anh trai múa cột nha. Mọi người vui vẻ lắm mọi người. Sao kỳ vậy? Sao hai anh trai đó không nhảy múa nữa? Các bạn ơi, mấy anh trai thấy zombie không có nhảy múa nữa nha. Rồi, mở đèn lên luôn. Kỳ vậy? Mình chỉ mới được đèn ở giữa thôi các bạn ơi. Còn đèn hai bên thì mình mở không được nha. Sao lại với vậy ta? Rồi, đụng zombie hết luôn. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình đây thôi ha.
Bây giờ mình sẽ quay trở về với trụ sở của mình nha các bạn. Mình sẽ báo cáo là hiện tại bây giờ trong thành phố này zombie xuất hiện khá là nhiều luôn. Cho nên là mình sẽ cần một đội viện trợ đến đây để giúp đỡ mình ha. Ok, và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.